Để tiếp nối chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu hương hồn, hương linh của anh hùng về cõi Phật. Và Đào Thanh kính chào đại gia đình, toàn thể hai bên của Lê Hùng và toàn thể tất cả quý vị kính mến ở đây. Đào Thanh cũng như tất cả văn nghệ sĩ đến đây trước là thắp nén hương lòng lên linh cữu của anh hùng, sau đó có lời ca tiếng hát để chia buồn cùng gia đình đã mất đi một người yêu quý nhất trong gia đình. Một bài hát được mang tên Trống Loạn Thanh Long Thành của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diện Châu, xin gì cùng thưởng thức ạ. Dạ cảm ơn. Ba buồn ơi nhẹ chẳng tiếng trống, tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thê lương, thăng lòng sập mất quy danh sắp tàn, đời ta nát tàn. Nhân không hoàng diệu này sẽ dẹp tan hồi trong loạn của pháp quân để cô thổ thăng long thành. Tất cả hãy nghe ta mà giữ làm chi tông đốc nhà Nam Anh Dung, ta thề một lòng sống danh giới ba quân. Đây là thành quách thân yêu tân bảo bọc danh hoàng diệu, thì có lẽ đâu giờ này ta lại để xóa tên mình trên trang việt sử. Trận chiến để sẵn sàng chỉnh đốn quân binh, vậy ba quân giáo hãy gom sẵn quán hơn lên đầu gươm ngọn giáo với tất cả niềm tin. Nếu mà thành quách đổ tan, hãy bơi gặp dùng mà tìm xác ta. Xương thịt quy danh để đời
chặt mạnh như mưa cuồn thác lũ, ta không thể nào giữ nổi thành trì. Vậy ta hạ lệnh giải binh cho tất cả bốn đào, hãy quăng hết giáo quân, hãy theo lối xiên mà tìm sanh lộ. Đi đi mà hầu đi, chân chơi đừng vũ dữ, đừng đổ lệ không thương ta. Hãy tìm tấu lại đức vua rằng ta hoàng diệu không về nữa đâu. Thăng Long đã mất từ lâu, thay thi này cũng vùi sâu đáy mồ. Thầm lặng trong khi những đôi mắt buồn đầm lệ chia ly, ta biết họ thương ta như thương một người anh ruột thịt, nên không đành lòng rời bỏ lúc nguy nan. Nhưng ba quân ơi, giờ đây không còn con đường nào khác hơn là hãy xa đi để bảo toàn lực lương. Gom tàn quân chờ đợi một thời cơ đấy kiếm lại Thăng Long thành. Còn viên tổng đốc nhà Nam thành đang thể xác hồn tan theo thành. Khi nghe nhịp trống trường đình ở hồi trống loạn mà tìm tên ta. Dạ xin cảm ơn.